Xá Lợi Tử bạch, tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của mười địa Bồ Tát vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của mười địa Bồ Tát vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của mười địa Bồ Tát vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy, vì tự tướng là không, nên tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.